khán giả thân yêu của Tí, chúc các bạn một ngày may mắn và nhiều tiền nha. Nếu ai đó hỏi tại sao Ad chúc nhiều tiền thì bởi nhiều tiền để còn đi xem múa xòe nha các bạn. Mà nếu ai hỏi tại sao phải xem múa xòe thì câu trả lời nằm ở video ngày hôm nay. Thế nên các bạn nhớ xem hết video để biết tại sao nhất định phải đi xem múa xòe cho bằng được nhé. Trước khi Ad múa xòe, trước khi Ad bật mí về múa xòe thì các bạn cười lên một cái cho vui vẻ đi. Xong thì đôi bàn tay xinh đẹp hãy ấn chiếc like và chia sẻ video ủng hộ Ad với nhé. Đây, giờ ép xòe luôn đây các bạn ơi. Ngọn nguồn của cái câu chuyện ép rủ các bạn đi xem múa xòe là bởi vì ngày 24 tháng 9 này, tại Yên Bái sẽ diễn ra lễ đón nhận bằng công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Với những khẳng định cực kỳ ấn tượng về xòe Thái, múa xòe phản ánh thế giới quan và vũ trụ quan của người Thái. Nó được biểu diễn vào đêm giao thừa, trong các lễ hội, cuộc vui lễ hội. Xòe Thái phù hợp với tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa chỉ xã hội, nghề nghiệp và dân tộc. Một giải thưởng cao quý danh giá như thế này được trao cho một điệu múa thì là điều quá tuyệt vời và tự hào rồi còn gì. Nên nhất định chúng ta cần được xem để mở mang con mắt. Mà đặc biệt ở chỗ, không chỉ là lên trao bằng xong rồi xách xếp đi về đâu, mà có tổ chức sự kiện hoành tráng hẳn hoi, nên là chúng ta lại càng phải đi tham dự, vắng mình là chợ thiếu vui ngay, các bạn ạ. Sự kiện này sẽ diễn ra tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vào 20 giờ ngày 24 tháng 9. Hơn nữa, trong khuôn khổ lễ đón nhận bằng sẽ diễn ra rất rất nhiều sự kiện nha các bạn. Ví dụ như sẽ có biểu diễn đường phố vào ngày 24 tháng 9, trưng bày triển lãm ảnh di sản, nghệ thuật múa xòe Thái và ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 9. Hội chợ sản phẩm OCOP, đặc sản của các vùng miền và văn hóa ẩm thực năm 2022 với sự tham gia của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và cả thành phố Hồ Chí Minh nữa. Úi trời ơi, đặc sản à, cứ có ăn là phải đi ngay và luôn các bạn ạ. Đi một chuyến mà vừa được ăn, được nói, lại còn được cả gói mang về nữa thì chả có cái lý do gì ngăn cản bước chân của chúng ta các bạn nhỉ. Chưa hết đâu các bạn, đợt này đúng vào đợt khai mạc lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá giành thắng quốc gia đặc biệt, ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022 nữa. Nên các địa phương trực thuộc tỉnh Yên Bái cũng tổ chức vô cùng nhiều hoạt động hưởng ứng cả hai sự kiện. Như tại huyện Mù Căng Chải sẽ diễn ra Festival Dù Lượn khai mạc vào ngày 25 tháng 9, khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải bay bằng máy bay trực thăng từ 20 tháng 9, giải Marathon khai mạc vào ngày 23 tháng 9, Festival Khèn Mông và chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề Mù Căng Chải khát vọng vùng cao vào ngày 30 tháng 9. Hay ở huyện Trạm Tấu sẽ có các hoạt động khởi động hành trình chinh phục đỉnh Tà Chi Nhù, Tà Sùa khai mạc ngày 25 tháng 9, ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Trạm Tấu ngày 1 tháng 10, lễ hội Gầu Tàu trung tuần tháng 12 năm 2022. Tại huyện Văn Chấn sẽ tổ chức đêm tiệc trà suối Giàng ngày 23 tháng 9, lễ tôn vinh cây chè suối Giàng sáng ngày 24 tháng 9, tổ chức lễ hội giã cốm sáng ngày 25 tháng 9. Còn tại thành phố Yên Bái cũng sẽ tổ chức hoạt động múa xòe tại quảng trường với quy mô lên tới 2.022 người. Và nhảy sạp tại phố đi bộ Hào Gia với 15 đến 20 điểm nhảy sạp. Đến đây, tha hồ mà bày lượn nhảy nhót nha các bạn yêu. Quá nhiều cuộc chơi luôn rồi. Đây là toàn bộ lịch trình cho các hoạt động khuôn khổ lễ trao giải UNESCO múa xòe đợt này mà Ad tổng hợp được để các bạn tiện theo dõi. Các bạn nhớ ghi chép lịch cẩn thận để đến lúc ấy chúng mình bay lần lượt nha. Để mà nói về việc xòe Thái được UNESCO công nhận là phi vật thể nhân loại có rất nhiều điều đặc biệt các bạn ạ. Trước đây chúng ta cũng đã có nhiều loại hình được công nhận là di sản phi vật thể nhân loại như nhã nhạc cung đình, dân ca quan họ, hát ca trù, đơn ca tài tử hay trò chơi kéo co. Nhưng chưa có bất kỳ một điệu múa nào được UNESCO công nhận ngoài xòe Thái. Không xòe không vui, không xòe cây lúa không trổ bông, không xòe cây ngô không ra bắp, không xòe trai gái không thành đôi. Câu dân ca Thái từ ngàn xưa đã khẳng định vị thế điệu xòe trong đời sống người dân Thái, từ cuộc sống lao động cần cù đến tình yêu đôi lứa. Đấy, nên ai đang cô đơn mà muốn thành đôi thành cặp thì nhất định phải xòe, nhiệt tình hết sức mình nha các bạn. Là hình thức kết nối ước vọng của con người với thế giới thần linh,
rẻ lâu nay đã là hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa, đời sống tinh thần của cộng đồng người Thái. Các bạn có biết nguồn gốc của điệu xòe này không? Không biết thì like với chia sẻ video đi rồi ad bật mí nhé! Nghệ thuật múa xòe có từ bao giờ thì không ai có thể chỉ rõ. Chỉ biết từ xa xưa, do sống giữa thiên nhiên hùng vĩ, cùng với sự cần cù, tinh thần sáng tạo trong công cuộc chinh phục thiên nhiên, nên mỗi khi hoàn thành một công việc trọng đại, người Thái lại nắm tay nhau quanh đống lửa nhảy múa ăn mừng, những điều xòe hình thành phát triển từ đó. Do đó, múa xòe còn có tên khác là xe khăm khen, tức là múa cầm tay đấy các bạn. Như này, sau các bạn muốn cầm tay ai thì có thể rủ xe khăm khen nhé. Cho cầm thì vui, mà không cho cầm thì cũng có lý do chính đáng là mình đang rủ múa, chứ không phải là tại vì mình thích nắm tay người ta, để đỡ quê nha các bạn. Và bởi vì nảy sinh trong quá trình lao động, trong sinh hoạt, phong tục tập quán, lễ hội, nên nhiều điệu nhảy trong múa xòe mô phỏng những bước đi của cha ông, khai phá đất đai, phát dẫy, trồng lúa, lấy nước, tung khăn, mời rượu. Tất cả đều diễn tả, sinh động thực tế cuộc sống, thể hiện những ước mơ, khát vọng của người Thái Tây Bắc. Từ những cuộc vui nhỏ của gia đình như lễ mừng nhà mới, đám cưới hỏi, cho đến những lễ hội lớn của bản làng như lễ sen bản, Tết xíp xí, lễ hội hoa ban, lễ mừng cơm mới, khó có thể vắng bóng điệu xòe, hoa nhịp cùng lời ca trong thanh âm rộn ràng, tha thiết của những khen bè, trống, chiêng, tăng bằng, mắc hính. Anh không xòe thì hoa héo đi, em không xòe trời xuân qua đi. Túm lại là cứ xòe là cuộc sống tươi đẹp, bất chấp hoàn cảnh nha các bạn. Đố các bạn, xòe Thái được chia làm mấy loại chính? Thử tài đoán số của mình, ngay và luôn đi các bạn. Thống kê cho thấy, người Thái có đến 30 điệu xòe, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ 6 điệu xòe cổ, mà chắc chắn các bạn sẽ phải giật mình vì méo miệng hết mới đọc được tên đấy. Điệu xòe cơ bản nhất là khắm khăn mơi lẩu, nghĩa là nâng khăn mời rượu. Tên này nghe hay thế các bạn nhỉ? Đây là điệu xòe thể hiện nét văn hóa trong giao tiếp ứng xử của đồng bào dân tộc Thái. Theo quan niệm của người Thái thì bất cứ ai đến chơi nhà đều được đón tiếp rất trân trọng và hết sức chân tình. Thế nên họ sáng tạo ra điệu xòe này. Các bạn nhìn xem mình từng nâng khăn mời rượu bao giờ chưa? Wow! Điệu xòe thứ hai là điệu phá xí, nghĩa là xòe bổ bốn. Điệu xòe này có ý nghĩa biểu hiện tình cảm của mỗi cá nhân trong cộng đồng, dù có đi bốn phương trời nhưng không bao giờ quên được cội nguồn. Ai chả? Ý nghĩa quá, đúng là tinh thần con dân đất Việt luôn. Điệu xòe thứ ba cũng là điệu xòe tưng bừng, rộn rã nhất. Điệu nhôm khăn, hay còn gọi là điệu tung khăn. Ây, tiếng Thái hay các bạn nhỉ? Hồi nãy khắm nghĩa là nâng, còn giờ nhôm nghĩa là tung. Sau video này, ép với các bạn lại biết thêm nhiều tiếng của người Thái rồi đó. Sau có vẻ Thái làm dâu rẻ thì cũng coi như có ít vốn tiếng từ vựng. Điệu xòe thứ tư là khắm khen, nghĩa là cầm tay nhau, nắm tay cùng xòe. Điệu này chắc ai cũng biết. Đây là điệu xòe cơ bản trong nghệ thuật dân vũ của dân tộc Thái, được hình thành trong quá trình lao động từ thuở sơ khai. Khi săn được con thú, mỗi khi có niềm vui trong gia đình, cộng đồng, mọi người nắm tay nhau, nhảy quanh đống lửa. Đồng thời, có ý nghĩa là biểu hiện sự gắn kết cộng đồng, mỗi khi có niềm vui, cùng nhau nhảy múa và cả khi gặp khó khăn hoạn nạn, cộng đồng vẫn nắm chặt tay nhau, cùng chung sức vượt qua. Điệu xòe thứ 5 là đổn hồn, nghĩa là xòe theo bước tiến lùi. Điệu xòe đổn hồn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cho dù cuộc sống có lúc buồn, lúc vui, có khi chao đảo trước sóng gió, khó khăn. Song, mọi người vẫn chung lòng hướng tới một niềm tin son sắt. Cho dù vật đổi sao rời, nhưng lòng người không bao giờ thay đổi. Ui, thế này học luôn vào ngay đi các bạn. Xòe đổn hôn cho đời bớt chao đảo, chứ không đời sắp quật ngã ép luôn rồi. Và điệu xòe cuối cùng có tên ỏm lọm tốp mư. Ôi, cái tên khó đọc quá. Điệu này có nghĩa là đi vòng tròn vỗ tay, dùng cho kết thúc mỗi cuộc vui. Khi mọi người đã trao nhau những tình cảm chân thành, thì điệu xòe này biểu hiện niềm hân hoan, sự thỏa mãn. Đó cũng là những bước chân chính choáng men say của rượu nồng và tình người ngây ngất. Tiếng vỗ tay cũng nhỏ dần, thưa dần, cùng ánh lửa le lói, báo hiệu đêm sắp tàn. Mọi người chia tay và đón chào một ngày mới. Nghĩa là, trong múa xòe của người Thái, các điệu xòe không chỉ có ý nghĩa riêng biệt, mà nó còn được sắp xếp theo thứ tự. Từ khi bắt đầu cuộc vui, đến khi sôi động nhất, và cuối cùng là vui vẻ chia tay, ai về nhà nấy, đợi hội xòe tiếp theo.
các bạn có công nhận với Ad là nếu chỉ nhìn thôi thì không thấy, nhưng tìm hiểu rồi thì mới thấy. Xòe thái không chỉ là giá trị tinh thần mà còn là cả một nghệ thuật đi liền với giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam không? Xòe thái được công nhận phi vật thể nhân loại sẽ là một sự đóng góp lớn trong việc quảng bá những giá trị văn hóa tinh thần của người Thái, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ và lưu truyền xòe thái, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về giá trị và tầm quan trọng của những truyền thống vũ đạo tương tự khác nữa trong các vùng miền trên khắp Việt Nam, phát huy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc ở Việt Nam, cũng như quảng bá và tăng thêm niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt trên khắp thế giới. Giờ thì các bạn kiểm tra lại đi, xem mình có đủ tiền để đi lễ hội nhảy múa này chưa? Chưa đủ thì comment báo Ad để Ad chúc thêm vài câu nữa cho tiền nhảy ra nha! Giờ thì gấp đồ và chuẩn bị cho cuộc vui thôi các bạn ơi! Ad xin tạm dừng video ở đây nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi! Đừng quên like, subscribe và chia sẻ video ủng hộ Ad nha! Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở hội múa xòe nhé!